Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môsê rằng: Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi và phật cùng con cái và toàn sức phẩm chúng tôi phải chết khát như vậy? Môsê kêu lên cùng Chúa rằng: Con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chúa liền phán bảo ông Môsê: Ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng và dẫn các bạn chị lão Israel đi theo. Tên ngươi đồng gầy và ngươi đã dùng bàn đánh trên nước sông. Lại đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bạn chị lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời